Xin chào mọi người đã đến với kênh Hải Dân Stock. Thì hôm nay thị trường chứng khoán của chúng ta vẫn tiếp tục một cái đà tăng. Hôm nay tăng 4,23 điểm so với phiên hôm trước và đóng cửa mức 1.410,04 điểm. Giá chịu dịch ở mức trung bình 21.324 tỷ đồng. Và phiên hôm nay em gọi là cái phiên xanh vỏ đỏ lòng. Vì sao em gọi là như thế? Tại vì anh chị thấy này, hôm nay thị trường chúng ta tăng 4,23 điểm nhưng nhìn lại cuộc tài khoản của anh chị thì hôm nay các anh chị xem lại tài khoản của anh chị có tăng hay không, hay ngược lại nó còn giảm nữa. Tại vì hôm nay thị trường của chúng ta nó kéo những cái mã cổ phiếu trụ, những cái mã cổ phiếu vốn hóa lớn nhất thị trường thôi, như là VHM này, Vietcombank, VIC và Vinamilk là những cái mã cổ phiếu vốn hóa lớn nhất thị trường, nên những mã phiếu này nó kéo, nó tác động đến vào index rất là nhiều, nên các anh chị thấy chỉ số hôm nay của chúng ta tăng, đúng không ạ? Còn những cái mã cổ phiếu giảm ấy, nó đến từ những cái mã cổ phiếu midcap hay là những cái mã cổ phiếu penny và vài mã phiếu trụ hôm vừa rồi có những yếu tố bật tăng trong phiên hai phiên vừa rồi, thì hôm nay nó chỉnh lại để cân bằng trở lại là cái việc hết sức bình thường, nên hôm nay thị trường chúng ta nó xanh vỏ đỏ vỏ lòng là như thế. Và anh chị cũng thể nhìn thấy ở trên đây này, những cái tỷ lệ ảnh hưởng đến chỉ số VN Index thì có Vietcombank, VIC, VHM là ba mã cổ phiếu mang những cái vốn hóa lớn nhất thị trường, khi nó thay đổi vài phần trăm thôi thì cái tỷ lệ ảnh hưởng đến thị trường chúng ta cũng rất là lớn, nên các anh chị thấy hôm nay thị trường chúng ta nó tăng điểm nhưng tài khoản của anh chị không tăng là như thế. Và nhìn chung ấy, thị trường của chúng ta các anh chị thấy là cũng có những sự dè chừng giao dịch của anh chị đầu tư rất nhiều. Tại vì anh chị thấy này, những cái vùng này các anh chị thấy 1.350 đến vùng 1.388, ở những vùng này anh chị thấy này thanh khoản nó thấp, thể hiện những sự dè chừng rất nhiều của anh chị đầu tư, cũng như những vùng này này chủ yếu là các anh chị đầu tư cá nhân bán ra, đúng không ạ? Đôi khi anh chị thấy này, những cái vùng mà các anh chị thấy mua vào không tăng, các anh chị chán nản, anh chị bán ra, các anh chị đứng ngoài thị trường sao ạ? Nó bắt đầu nó bật tăng lên trở lại. Thì những cái lúc các anh chị vừa bán ra thì sao? Các anh chị bán với giá thấp và bây giờ những phiên gần đây này nó tăng với giá cao thì làm sao anh chị dám mua lại, đúng không ạ? Nên có những cái sự dè chừng về thanh khoản. Theo đánh giá cái việc mà dè chừng về thanh khoản này cũng tương đối tích cực. Và khi anh chị mà còn dè chừng ấy thì thị trường nó chưa đạt đỉnh ngay được đâu. Nên ở những vùng này này, thị trường chúng ta nó vẫn trong một cái lai tăng. Thì các anh chị cứ tập trung vào những cái mã cổ phiếu để các anh chị đầu tư, chứ không phải là các anh chị cứ chăm chăm tập trung vào VN Index để đón đỉnh của nó. Tại vì anh chị thấy này, thị trường chúng ta khi mà tích lũy và sideways hay là có những yếu tố nghi ngờ của anh chị đầu tư cá nhân thì nó vẫn tiếp tục một cái đà tăng thôi. Em ví dụ 1.200 các anh chị cũng đón nó là đỉnh, 1.300 các anh chị đón nó là đỉnh, và hầu như thì chúng ta lúc nào cũng rủi ro, chủ yếu là chúng ta quản trị được rủi ro hay không, đúng không ạ? Chứ không phải là anh chị cứ đón đỉnh để các anh chị mất rất nhiều cơ hội để đầu tư. 1.200 ở đây nếu mà các anh chị đầu tư ấy, mà anh chị không ra đứng ngoài thị trường thì anh chị đầu tư vào những mã cổ phiếu như HSG đi, các anh chị lãi rất là nhiều, đúng không ạ? Đây những cái giai đoạn các anh chị đầu tư ở những vùng 1.200 các anh chị lãi đâu khoảng là 85%, hay những cái mã cổ phiếu đang mạnh của thị trường như DGC cũng tương tự như thế. Thị trường tích lũy và sideways thì hiện tại các anh chị thấy này, khi mà anh chị đầu tư vào những cái thời gian đó thì bây giờ anh chị cũng lãi đâu khoảng là gần 90%, hay những mã phiếu như VND này, những cái lợi nhuận tương đối lớn khi anh chị mà đầu tư ở những cái lúc ấy mà thị trường còn nghi ngờ. Đây là những cái lúc thị trường còn nghi ngờ, đúng không ạ? Anh chị lãi đâu đó khoảng là 150% đối với VND. Và những cái vùng này chủ yếu là chúng ta phải tập trung quản trị danh mục và quản trị cổ phiếu sao cho tốt, chứ không phải là chú ý đến VN, tại vì chúng ta mua là mua cổ phiếu chứ không phải là mua VN Index. Và VN Index này ấy, nó được cấu tạo từ 2.000 mã cổ phiếu, nên ấy, các chị cũng không mua hết 2.000 mã cổ phiếu đâu. Nên bây giờ em cũng sẽ phân tích vào những mã cổ phiếu nhiều hơn chứ không phân tích VN Index nhiều nữa, tại vì những cái video trước ấy, em cũng phân tích VN Index nhiều rồi để anh chị có thể hiểu sâu hơn về VN Index rồi. Còn bây giờ em sẽ phân tích vào những mã cổ phiếu để cho anh chị có thể là lựa chọn được những cái mã cổ phiếu tốt để đầu tư, và canh những cái mã cổ phiếu nào ấy mà nó là kênh dưới để mình có thể cơ cấu, để mình có thể tìm được những cái lợi nhuận tốt hơn. Thì bây giờ em vào ngành ngân hàng trước đi, cũng như là hôm nay em cũng sẽ tặng cho anh chị vài mã cổ phiếu tốt để anh chị có thể là tham khảo trong những phiên tiếp theo. Thì ngân hàng ở những phiên hôm trước ấy thì em cũng có khuyến nghị anh chị mua Techcombank ở những cái điểm là 51 này, vùng giá 51 này rất là tốt. Còn bây giờ thì hiện tại thì nó cũng đã qua điểm mua. Và khi anh chị mua thì các anh chị phải biết nó trong một cái xu hướng như thế nào để mình tham gia, chứ không phải là mã phiếu nào mình cũng lao vào mình mua, mình thấy giá rẻ mình mua là không đúng. Tại vì anh chị thấy này, khi mà mã cổ phiếu nó trong xuống tăng thì anh chị mua điểm nào cũng tăng, đúng không ạ? Nhưng em ví dụ như mã cổ phiếu như HVN đi, các anh chị mua trong những cái xuống giảm này thì sao ạ? Hầu như anh chị không có lãi. Hay các anh chị mua FLT này, anh chị thấy giá rẻ nhưng các anh chị không có lãi, đúng không ạ? Tại vì sao? Tại vì anh chị đang mua những cái mã cổ phiếu trong kênh xuống xuống mà, làm sao anh chị có lãi được? Nên mua thì mình phải chọn những cái mã cổ phiếu kênh xuống tăng để mình mua trước. Ví dụ như công Techcombank hiện tại này, anh chị thấy này, nó đang trong một cái mã cổ phiếu gọi là kênh xuống tăng. Và ở đây nó đang có những yếu tố tạo nền của nó, dòng tiền lớn đã vào đánh. Và khi mà nó gặp lại những đỉnh cũ của nó thì những cái việc ấy, nó tích lũy lại là cái việc hết sức bình thường. Hầu như những cái mã cổ phiếu nào nó gặp lại đỉnh cũ của nó đều có những yếu tố tích lũy trở lại. Em ví dụ cụ thể như con SSI ở giai đoạn phía trước thôi. Đây các anh chị thấy này, đỉnh trước, đây là đỉnh trước là kháng cự sao, đúng không ạ? Và khi nó gặp đỉnh trước này, nó đang tăng lên, nó gặp đỉnh trước sao ạ, thì nó phải có vài phiên nó tích lũy trở lại thì sau đó nó có những cái phiên break được, chứ không phải là tự nhiên mà nó đánh break qua những cái vùng đỉnh của nó luôn. Nên chị lưu ý con
Techcombank hiện tại nó vận động như thế này là cái việc hết sức bình thường, nên anh chị có thì cứ tiếp tục nắm giữ đi và quan sát thêm. Nếu mà tích lũy thêm vài phiên nữa thì nó sẽ có những cái điểm mua mới cho anh chị nhà đầu tư, nó sẽ an toàn hơn. Tại vì khi những cái vùng nền tích lũy gọi là an toàn thì nó tích lũy ít nhất cũng phải là 4 đến 5 phiên trở lên thì đó mới gọi là những cái điểm mua an toàn. Em ví dụ lại con SSI hồi nãy này, anh chị thấy này, trước khi nó tăng ấy thì nó cũng sẽ có những cái giai đoạn này tích lũy 3 đến 4 phiên đúng không ạ? Thì sau đó mới tăng chứ không phải là nó tăng lên liền. Thì những cái nền nó tích lũy từ 3 đến 4 phiên tăng thì lúc đó là những cái nền an toàn để mình tham gia, chứ không phải là thấy như con VIC giai đoạn trước này. Các anh chị thấy nó tăng lên nhưng mà nó không tạo nền làm sao ạ? Ở đây nó không tạo nền làm sao? Thì anh chị thấy này, nó điều chỉnh, nó phá vỡ những cái vùng nền của nó nên nó sẽ rủi ro. Còn những cái mã phiếu Techcombank này nó đã tạo nền ở vùng phía dưới rồi thì nó vẫn an toàn để mình nắm giữ. Có thì cứ tiếp tục nắm giữ và nó tạo nền thêm thì mình hãy mua mới. Còn bây giờ cứ quan sát, chưa có điểm mua. AB Bank hôm qua cũng khuyến nghị anh chị tham gia những cái điểm này này, tại vì phiên vừa rồi là cái phiên test cung của mã cổ phiếu AB Bank, nó cũng đang là một cái mã cổ phiếu kênh xuống tăng này đúng không ạ? Và anh chị thấy này, yếu tố nó rũ bỏ, nhưng ở đây rũ bỏ cạn cung chứng tỏ ở vùng này tổ chức họ chưa thoát ra được hết lượng hàng thì sao ạ? Họ bắt buộc họ phải gom lại lượng hàng, và khi họ gom lại lượng hàng sao, bắt buộc họ phải đánh lên để phân phối hàng ra, chứ không phải là họ gom lại lượng hàng để họ có thể là đánh xuống để có thể là họ tự cưa chân của họ đúng không ạ? Nên ở những vùng này tổ chức họ gom được lượng hàng thì khả năng họ sẽ tiếp tục đánh lên, nhưng cái việc đánh lên của họ thì họ phải cần hấp thụ hết những cái lượng cung ở những vùng đỉnh trước nữa thì sau đó họ mới có thể là đổ vốn vào để họ đánh lên được. Thì những vùng này thị trường chúng ta cũng như mã phiếu ABB này nó đang có những yếu tố tương đối tích cực, và cũng như vùng này này nó trong xuống tăng và hiện tại nó gặp lại đỉnh trước của nó, thì yếu tố điều chỉnh là cái việc thầy xảy ra là cái việc hết sức bình thường, và mã phiếu này nó cần những giai đoạn tích lũy thêm sau đó mới tiếp tục tăng. Có thì cứ tiếp tục nắm giữ đối với AB Bank. Em ví dụ như những cái giai đoạn ở đây cho anh chị có thể là dễ hiểu hơn. Khi có những yếu tố điều chỉnh xảy ra thì ở trên đây nó sẽ có những cái nguồn cung treo do các anh chị đầu tư kẹp hàng, có những yếu tố bán ra, và do anh chị đầu tư nào mà bắt đáy được này sẽ có những yếu tố bán ra ở những cái vùng gọi là đỉnh trước của nó, nên sẽ có những cái nguồn cung bán ra này. Các anh chị thấy này, giống những phiên này đúng không ạ? Có những yếu tố bán ra này nó tăng điểm nhưng mà gặp kháng cự sau bị bán ngược trở lại thì nó phải cần giai đoạn tích lũy trở lại thì nó mới bước vào xuống tăng. Nên lưu ý ở giai đoạn này nó cần tích lũy trở lại thì mới có điểm mua. Còn con ACB thì sao? Con ACB này là một trong những cái mã cổ phiếu tương đối là mạnh của dòng ngân hàng. Tại vì anh chị thấy mã cổ phiếu mạnh là như thế nào so với một ngành? Các chị nhìn vào trên line của nó, thứ nhất là trên line tăng, cái thứ hai anh chị thấy này, hầu hết những mã cổ phiếu như AB Bank, những mã cổ phiếu như con HD Bank hay là mã cổ phiếu như con SHB, con STB cũng tương tự như thế đúng không ạ? Thì anh chị thấy con mã cổ phiếu ACB này là một trong những cái mã cổ phiếu nó tìm đến những vùng đỉnh trước của nó đúng không ạ? Những mã cổ phiếu nó tìm đến những vùng đỉnh trước của nó so với ngành của nó là một trong những cái mã cổ phiếu mạnh. Em ví dụ như con VND ở giai đoạn phía trước, khi mà thị trường chúng ta có những yếu tố gãy rũ, những cái mã cổ phiếu như SSI gãy rũ, nhưng các anh chị thấy này, ở những cái vùng ấy mà vùng tích lũy của nó này, các anh chị thấy này, những mã cổ phiếu như SSI nó gãy rũ này. Các anh chị thấy này, đây là vùng gãy rũ này, hay con SS này nó gãy rũ này. Đúng không ạ? Còn con VND sao ạ? Nó giữ được những cái điểm cân bằng thì sao ạ? Nó tăng mạnh hơn. Các chị thấy này, so sánh phần trăm tăng của nó, những mã phiếu này nó tăng từ những vùng nền của nó đã gần 100%, còn con SSI nó tăng bao nhiêu phần trăm từ những cái vùng ấy mà nền của nó, các chị thấy này, nó tăng đâu đó 70% thôi, nên chứng tỏ mã phiếu ACB này là một trong những cái mã cổ phiếu mạnh. Và con ACB này thì kỳ sắp tới cũng có những cái tin tức ấy là được vào rổ VN30, nên các chị lưu ý mã phiếu này hiện tại cũng có những cái dòng tiền lớn vào đánh rồi. Cái phiên này là một cái phiên ấy hấp thụ hết những cái lượng cung ở những cái vùng gọi là đỉnh trước của nó, nên chị thấy này, yếu tố hấp thích hầu hết lượng cung sao ạ? Nó rũ bỏ thì nó đâu còn lượng cung đâu, yếu tố cạn cung xảy ra, bắt đầu có những cái dòng tiền lực cầu kích cầu vào và tăng điểm đúng không ạ? Thì vùng này nó gặp lại kháng cự thì yếu tố điều chỉnh xảy ra cái việc hết sức bình thường, giống như những giai đoạn phía trước thôi. Em ví dụ như những cái giai đoạn này này nó gãy rũ đây thì sao ạ? Nó cân bằng này, nó tăng điểm, nó đến đỉnh trước của nó thì nè, có những yếu tố này cân bằng thì hôm nay cái việc mà điều chỉnh của nó là hết sức là bình thường. Vùng này có thể mua được hay không, vẫn mua được nếu các anh chị chấp nhận được rủi ro, nên những vùng này vẫn có thể giải ngân với ACB. Nên lưu ý mã cổ phiếu này nó vẫn là một trong những cái mã cổ phiếu mạnh của dòng ngân hàng, có thì cứ tiếp tục nắm giữ tại vì nó trong xuống tăng. Các chị đừng có nghĩ mã cổ phiếu này giá đã cao rồi thì nó không cao nữa đâu. Em ví dụ như con DHC là một cái mã cổ phiếu nó đã tăng rất là bền bỉ, các anh chị thấy này, giá nó cao chưa đúng không ạ? Ở những cái vùng giá đâu khoảng 30 anh chị thấy cao rồi, nhưng lên đến bây giờ anh chị thấy giá bao nhiêu rồi ạ? 106.2 đúng không ạ? Các chị thấy có cao không? Rất là cao, nhưng mà nó còn tăng hay không? Nó vẫn còn tăng nữa, tại vì sao? Nó là một mã cổ phiếu tăng trưởng. Em ví dụ như những cái mã cổ phiếu như con Liên Việt bất banh đi, ở những giai đoạn phía trước ấy, các anh chị có nghĩ nó lên vùng giá 30.5 đâu đúng không ạ? Thì các anh chị thấy bây giờ nó cũng lên những vùng giá 30.5 rồi. Nên lưu ý những cái mã cổ phiếu ACB này hiện tại mặc dù giá nó còn đã cao nhưng nó sẽ còn cao nữa, nên lưu ý ACB vẫn có thể là tham gia giải ngân đối với mã cổ phiếu này.
BID là một trong những cái mã cổ phiếu theo đánh giá là không cao của dòng ngân hàng. Con này là cái con chạy cuối cùng của dòng ngân hàng. Anh chị thấy những mã cổ phiếu khác nó đã chạy 100-200%, nhưng tại sao con BID này nó không chạy? Tại vì những cái con này là những cái con ấy nó mang những cái tính chất làm nên những cái chỉ số của thị trường chung, nên những cái tổ chức họ không kéo được những cái mã cổ phiếu này. Và những cái mã cổ phiếu này muốn tăng ấy, thì nó phải cũng tăng chậm chậm thôi. Tại vì các chị thấy này, những cái mã cổ phiếu như BID này vốn hóa rất là lớn đúng không ạ, 4 tỷ mốt cổ phiếu, khi mà nó kéo lên thì thị trường chung của chúng ta sẽ tăng rất sốc, và khi nó tăng sốc thì nó sẽ giảm rất sốc. Nên những mã phiếu này chủ yếu là họ làm nên chỉ số thị trường, nên cái gì thấy là nó cân bằng tích lũy và sideways, và nó tăng từ những vùng đáy của nó lên đến những vùng này nó không có nhiều. Nên cái chị nào ấy muốn tối ưu hóa lợi nhuận của những cái mã cổ phiếu như BID này ấy, thì các chị đảo qua những cái mã cổ phiếu kênh trên xuống như ACB hay là những cái mã cổ phiếu như Techcombank để anh chị tham gia, các chị nắm giữ. Còn mã cổ phiếu này theo đánh giá nó sẽ tăng nhưng nó sẽ không tăng mạnh, nhưng mã cổ phiếu này nó sẽ an toàn hơn, nó giống như con Vietcombank. Và anh chị thấy này, dòng tiền lớn đã vào bảo kê thì khả năng nó sẽ còn tiếp tục tăng. Mã cổ phiếu này cho các chị nhà đầu tư nào muốn an toàn thì có thể tham gia nắm giữ và mua đối với mã cổ phiếu này, tại vì biên giảm điểm của nó cũng không lớn. Nên chị lưu ý đối với BID, có thì cứ tiếp tục nắm giữ và quan sát thêm đối với BID. Còn những mã phiếu như CTG thì sao? CTG cũng là một trong những cái mã cổ phiếu mạnh, thì sắp tới nó cũng chia cổ tức, nên chị thấy là nó tích lũy lại những cái vùng đỉnh trước của nó, nhưng cái chị thấy là nó giảm về những vùng hỗ trợ nó sao bật tăng lên trở lại, yếu tố lực cầu đỡ lên liên tục đúng không ạ? Thì những vùng này hầu như nó đang hấp thụ lượng cung ứng tốt, thì khả năng những phiên tiếp theo nó sẽ bứt đỉnh tương đối cao. Nên lưu ý đối với CTG, có thì cứ tiếp tục nắm giữ hoặc có thể canh giải ngân quanh vùng giá 53.9. Lưu ý đối với mã cổ phiếu CTG. Còn con HD Bank thì sao? HD Bank ấy thì những video trước em cũng phân tích nhiều rồi. Thì những cái mã cổ phiếu như HD Bank này chủ yếu là phân tích dựa vào những cái hành vi của các nhà đầu tư cá nhân trong quá khứ thôi. Tại vì phân tích kỹ thuật là phân tích lại những cái dữ liệu quá khứ để đưa ra những cái xác suất để mình dự đoán trong tương lai. Đúng mà, cái gì thế này mà anh có tay cầm thì sao ạ? À? Thì có phiên break, thì ở giai đoạn tương lai của nó cũng có những cái mẫu hình này cóp tay cầm đúng không ạ, và có những cái phiên break và tiếp tục cái xu hướng tăng của nó. Đây, nó tương tự trong quá khứ thôi, hành vi của các anh chị luôn luôn không thay đổi theo thời gian, 100 năm hay 1.000 năm cũng tương tự như thế, nó sẽ có một cái chu kỳ cảm xúc, nó cứ lặp đi lặp lại như thế, nên nó sẽ tạo ra những cái mẫu hình như thế này. Và các anh chị thấy này, mẫu hình cóp tay cầm break tiếp tục tăng đúng không ạ, mẫu hình cóp tay cầm break tiếp tục tăng, yếu tố điều chỉnh xảy ra cân bằng trở lại tăng đúng không ạ. Thì bây giờ yếu tố điều chỉnh xảy ra xong rồi, bây giờ cân bằng trở lại thì nó sẽ tiếp tục cái xu hướng tăng của nó thôi. Nên lưu ý HD Bank cái gì có thì cứ tiếp tục nắm giữ và quan sát thêm. Thì mã cổ phiếu này thì nó sẽ vẫn còn chạy đến những cái vùng target đâu khoảng là 40 theo những cái ngưỡng Fibonacci, nên chị lưu ý mã phiếu này có dòng tiền lớn vào và nó đang đánh mẫu hình cóp tay cầm thì cứ tiếp tục nắm giữ và quan sát thêm. Nó cũng đã lắp được cái gap của nó rồi này, các chị thấy này, thì nó lắp ghép của nó xong thì nó sẽ tiếp tục một cái đà tăng bền vững hơn thôi. Mã phiếu này vẫn rất là mạnh, yếu tố test cung liên tục, thì vùng này các anh chị nào ấy mà chấp nhận rủi ro vẫn có thể tham gia quanh vùng giá 35.9 đối với mã phiếu HD Bank. Liên Việt Bắc Bank thì em đánh giá tiền cái nguồn cung treo của nó tương đối lớn, nên mã phiếu này các anh chị đợi nó cân bằng hơn thì anh chị tham gia. Mã phiếu này là một mã cổ phiếu gọi là kênh giữa xu hướng của con Liên Việt Bắc Bank, nó đã bứt phá khỏi những cái trendline giảm của nó tạo ra vùng cung hướng lên đúng không ạ, lượng cung cạn kiệt chứng tỏ tổ chức họ chưa phân phối ra hết được lượng hàng, chứ họ phân phối hết được lượng hàng sao ạ, vol nó sẽ lớn hơn để có thể là đạp giá xuống tạo ra chu kỳ mới, giống con Vinamilk ấy. Các chị thấy này, con Vinamilk ấy nó lên bằng một cái mẫu hình VSA, nó xuống cũng bằng mẫu hình VSA, các chị thấy này, hầu như ấy, nó muốn phân phối sao vol phải lớn lớn mới phân phối hết lượng hàng, chứ chị thấy Liên Việt Bank này vol nhỏ như thế này thì làm sao phân phối hết được lượng hàng đúng không ạ, thì buộc họ phải kéo lên thôi. Nên lưu ý mã phiếu này có thì cứ tiếp tục nắm giữ thôi, còn đầu tư thì lựa chọn những cái mã cổ phiếu mạnh nhất dòng để mình đầu tư. Dòng ngân hàng thì có những mã phiếu kênh trên như ACB, CTG hay MB Bank là những mã phiếu mạnh ấy, thì mình lựa chọn những cái mã cổ phiếu đó để mình đầu tư. Còn Liên Việt Bank thì nó phải cần một cái thời gian tích lũy trở lại thì sau đó nó mới tiếp tục tăng được. Nên lưu ý Liên Việt Bank có thì cứ tiếp tục nắm giữ và quan sát thêm. Còn con MB Bank thì sao? MB Bank thì nó đã đánh vượt đỉnh nó rồi, thì mã phiếu này nó tương đối mạnh. Các chị thấy này, đánh mở gap sao ạ? Đang yếu tố test lại vùng gap của nó, và khả năng ấy những phiên tiếp theo nó sẽ tích lũy thêm vài phiên nữa thì nó sẽ có những cái phiên bùng nổ. Và ở đây chị thấy này, hầu như ấy, mã phiếu này nó đánh lên những cái trendline tăng của nó rất mạnh, tăng mạnh nhưng chỉnh rất mạnh đúng không ạ? Nên những vùng này các chị có thì cứ tiếp tục nắm giữ và quan sát thêm. Điểm mua thì phải cần cân bằng lại mới có điểm mua tốt. Lưu ý quan sát MB Bank. MSB thì sao? MSB là ngân hàng hàng hải cũng mới lên sàn, nhưng ở đây thì tổ chức họ nắm nhiều hơn, mã phiếu này cũng tương đối là bo cung. Và anh chị thấy này, dòng tiền lớn của tổ chức vào đây là 26 triệu phẩy 200 626 cổ phiếu, thì dòng tiền này là dòng tiền của tổ chức chứ không phải là dòng tiền của các nhà đầu tư cá nhân đúng không ạ? Tại vì anh chị thấy là vì sao ở đây không có ai mua,
mà tại sao trong những phiên ngày 28 tháng 6 này lại có những cái sự nổ volume như thế này, thì chủ yếu tổ chức họ vào mua kích cầu nó mới nổ volume đúng không ạ? Còn những vùng này thì sao ạ? Vùng này vùng mà các chủ đầu tư chán nản này, mua vào có lãi đâu, mua vào là lỗ, mua vào là lỗ, và cũng như nắm 1 tuần 2 tuần không có lãi sao anh chị chán nản anh chị bán ra, thể hiện những sự giao dịch với volume tương đối thấp này. Nếu anh chị hưng phấn anh chị giao dịch rất là nhiều, giống như con Vinamilk ở những cái giai đoạn ấy ra những tin tức tốt này, các chị giao dịch nhiều hay không? Đây những cái lúc ấy nè, ra những cái tin tức tốt về lợi nhuận của Vinamilk đâu đó khoảng là 4.000 tỷ đúng không ạ? Khi các chị thấy này ra những tin tức tốt sao ạ? Nó xuất hiện ở update 3 này, nó điều chỉnh luôn ạ. Và nhốt những cái chị đầu tư này ở trên những vùng đỉnh này này, hoặc nhốt các chị đầu tư ở trên những vùng cân bằng này này, khi họ phân phối hết được lượng hàng thì bắt đầu họ bước vào cái chu kỳ mới này đè giá đúng không ạ? Thì đó đó là những cái chu kỳ của một cái cổ phiếu, nó sẽ tạo ra những cái chu kỳ liên tục như thế này anh chị thấy này. Đây, em sẽ lấy ví dụ một cái chu kỳ của cổ phiếu đi. Đây, đây là những cái vùng này, tích lũy này. Tích lũy sau đó đẩy giá, đẩy giá xong phân phối đỉnh, sau đó đè giá, sau đó lại tích lũy trở lại này, đây là vùng tích lũy này. Sau đó lại tiếp tục đẩy giá, phân phối đỉnh, sau đó đè giá, tạo ra chu kỳ mới thì nó sẽ liên tục như thế đối với một mã cổ phiếu thôi. Con MWG cũng tương tự như thế. Em lấy ví dụ cụ thể cho anh chị xem này. Tích lũy này là những vùng gom hàng tổ chức. Gom hàng xong thì đẩy giá lên để bán với mức giá cao, bán hết sau đó thì đè giá tạo ra một cái chu kỳ mới là tích lũy trở lại, thì sau đó là đủ một cái mục tiêu của họ này, mua với giá thấp và bán với giá cao để kiếm những cái lợi nhuận. Thì đó là cái chu kỳ của cổ phiếu nào nó cũng diễn ra tương tự như thế đúng không ạ? Nên những cái mã cổ phiếu như con MSB này hiện tại thì nó trong trên lai tăng thì mình cứ tiếp tục nắm giữ thôi. Những vùng tích lũy này, những vùng tổ chức họ gom hàng sao tổ chức họ đổ tiền vào đánh lên, và việc thoát ra hàng thì thoát ra được chưa, làm sao thoát ra được? Nếu ở đây họ gom 10 triệu hay là 100 triệu cổ phiếu ở vùng này đi, thì các anh chị nghĩ lên đánh một hai phiên này họ phân phối hết lượng hàng chưa, làm sao phân phối hết được lượng hàng đúng không ạ? Họ phải buộc họ kéo lên để họ phân phối hàng ra. Nên ở những vùng này có thì cứ tiếp tục nắm giữ thôi, những vùng này ấy, là yếu tố nguồn cung bán ra từ vùng đỉnh thôi. Nên những vùng này cái việc mà điều chỉnh là hết sức bình thường, cũng như yếu tố chốt lãi ở những vùng này volume như thế này là tương đối thôi, vùng này khả năng sẽ tiếp tục đánh tăng. Nên lưu ý MSB có thì cứ tiếp tục giữ và quan sát thêm, mua thì chưa đủ những cái điều kiện để mua. Nếu anh chị mua ít nhất cái vùng nền của nó phải từ 3 đến 4 phiên tích lũy như thế này mới có thể tham gia, chứ ở những vùng nền này các anh chị tham gia nó sẽ rủi ro cho anh chị, nên vùng này không khuyến anh chị tham gia, có thì cứ tiếp tục giữ và quan sát. Con SHB này là một trong những cái mã cổ phiếu nổi tiếng là có lái đánh đúng không ạ? Và anh chị thấy này, mã phiếu này nó đánh biến động như thế này thì ai mà theo được nó? Và anh chị thấy này, ở vùng trên của nó có những cái nguồn cung rất là lớn. Ở vùng này là nguồn cung treo. Có rất nhiều anh chị đầu tư kẹp hàng vùng này và có rất nhiều người muốn bán ra khi hòa vốn, nên những vùng này này nó cần giai đoạn gọi là tái tích lũy thêm thì nó mới tiếp tục tăng. Em ví dụ như giai đoạn phía trước đi. Các anh chị thấy đây là vùng cung treo lớn này, nổ volume lớn này, rất nhiều người đu bám, nó điều chỉnh sao muốn tăng sao nó phải cần một thời gian, đó khoảng là 2 đến 3 tháng thì nó mới tăng được. Nên mã phiếu này nó phải cần giai đoạn tích lũy thêm thì anh chị mới có thể lao vào anh chị mua, còn có thì cứ tiếp tục nắm giữ đối với SHB thôi. Vùng này chưa phải là điểm mua lý tưởng đối với SHB. Tiếp theo là về mã cổ phiếu như SHB thì sao, nó cũng mới lên sàn thôi, nó cũng bao cung như con MSB, muốn tham gia thì vẫn tham gia được, nhưng ở những vùng này các anh chị tham gia đối với những cái mã phiếu này thì tương đối rủi ro. Các anh chị thấy là nó đánh biên độ như thế này thì làm sao mà mình đánh được đúng không ạ? Một ngày nó mở biên tăng giảm liên tục như này thì mình hạn chế tham gia đối với những mã phiếu này, chọn những cái mã cổ phiếu nào mà thanh khoản lớn ấy, khó bị lái làm giá thì mình tham gia. Còn có thì cứ tiếp tục nắm giữ đối với mã phiếu này, tại vì nó vẫn trong một trend lai tăng. Nhìn chung mấy hành vi của tổ chức ở đây thì chưa thoát được lượng hàng thì cứ tiếp tục nắm giữ đối với SSB. Còn mua mới thì các anh chị lựa những cái mã cổ phiếu như MB Bank này, hay ACB, hay là CTG để tham gia, hay HD Bank cũng được. Còn những mã phiếu này các anh chị hạn chế tham gia quan sát thôi. Còn STB thì nó chủ yếu là hôm nay nó chưa tăng được bằng những mã phiếu khác là do nó bị ảnh hưởng bởi bán cổ phiếu quỹ thôi, nên nó bị tăng lượng cung. Nên chị thấy gần đây anh chị thấy này, yếu tố điều chỉnh xảy ra tương đối nhiều, nhưng ở đây anh chị thấy này hấp thụ lượng cung rất tốt. Ở đây này các chị thấy này, giá tăng volume tăng thể hiện những cái sự đúng về cung cầu, thì có thì cứ tiếp tục nắm giữ thôi, thì vùng này khả năng nó sẽ tái tích lũy trở lại thì sau đó mới tiếp tục tăng. Nên lưu ý quan sát đối với STB. Còn Techcombank thì hồi nãy em cũng phân tích rồi. Tiếp theo ấy là con Tiên Phong Bank thì sao? Tiên Phong Bank ở những cái điểm mua em đã khuyến nghị anh chị mua những cái vùng 34 35 này này, các anh chị có thể xem lại video trước của em, hoặc là những cái ngày 2 ngày trước ấy, em có khuyến nghị anh chị tham gia mã phiếu Tiên Phong Bank rất là nhiều. Tại vì anh chị thấy này, 2 ngày trước nó chưa hề tăng điểm đúng không ạ? Tại vì ở những vùng này anh chị thấy này, nó tích lũy và sideways với biên độ nhỏ như thế này, thì ai là người kê lệnh cho mã phiếu này nó đi trong biên độ như thế này? Các anh chị có đặt ra câu hỏi như thế không? Ở vùng này thì có người kê lệnh chứ chả khi nào một mã cổ phiếu nó đi được như thế này cả đúng không ạ? Các chị thấy là kê lệnh ở những cái vùng giá bao nhiêu ạ? Kê vùng giá 36 và kê lệnh ở những cái vùng giá 35, kê lệnh trong biên lộ như thế này rất là nhỏ. Khi ai bán ai mua lên ở những vùng giá 30 36 sao ạ, thì họ đặt vài triệu cổ phiếu họ bán ra. Ai kê lệnh mua mua ở những cái vùng ấy 35 sao, họ đặt vài lệnh cổ phiếu vài triệu cổ phiếu mua ở những vùng giá này nên tạo ra biên độ như thế này.
đúng không, họ kê trong biên độ đó để cho anh chị đầu tư như thế nào chán nản và bán ra volume thấp, thì sau đó họ gom đủ lượng hàng thì họ đánh lên thôi. Đánh lên gặp đỉnh trước thì sao, phải hấp thụ hết những lượng cung ở đỉnh trước thì khả năng nó sẽ tích lũy thêm vài phiên thì nó sẽ có điểm mua mới cho anh chị. Nên quan sát đối với mã cổ phiếu Tiên Phong Bank đi, nó vẫn còn chu kỳ tăng nên chị lưu ý đối với mã phiếu này, vài phiên sau thì nó sẽ có điểm mua thì em sẽ khuyến nghị anh chị để anh chị tham gia sau. Vietcombank thì mã phiếu này là một trong những cái mã cổ phiếu VSA kênh trên rồi, nó bước vào xu hướng tăng chính của nó rồi. Nếu các anh chị nào có xem video của em ấy thì các anh chị cũng biết cái mẫu hình này nó diễn ra như thế nào đúng không ạ. Những điểm selling clean này, điểm quá bán tổ chức họ thu mua vào, sau họ định giá dòng tiền vào này, sau đó có những yếu tố gom hàng tạo ra đỉnh spring rũ bỏ, sau đó bắt đầu đẩy giá liên tục, và vùng này là vùng SOS, là điểm mua lý tưởng này. Những viên hôm trước khuyến nghị anh chị tham gia điểm này. Và mã phiếu này nó tăng, nó cũng tăng không tăng mạnh đâu, thì nó tăng nó cũng chỉ tăng đâu khoảng là 20 đến 30%, tại vì mã phiếu này mang những vốn hóa rất là lớn nên khi mà nó kéo mạnh quá thì thị trường của chúng ta nó sẽ tăng rất là sốc. Nên những cái mã phiếu này khả năng ở những phiên tiếp theo sẽ có những yếu tố điều chỉnh trở lại, sau đó nó sẽ tiếp tục cái chu kỳ tăng. Vietcombank có thì cứ tiếp tục nắm giữ, còn điểm mua đã qua nên lưu ý không mua đuổi, tại vì thị trường của chúng ta có đến 2.000 mã cổ phiếu, thì hôm nay chúng ta không mua được thì ngày mai mua, và mình đầu tư là đi suốt cuộc đời chứ không phải là mình đầu tư ngày một ngày hai, nên không phải gì phải FOMO theo những mã phiếu này đúng không ạ. Ví dụ như mã phiếu nào đẹp thì mình có điểm mua thì mình vào mua thôi, và đúng nguyên tắc thì mình mua, chứ những cái mã cổ phiếu ấy mà nó tăng sốc như này các anh chị mua rất là rủi ro em. Ví dụ như những cái mã cổ phiếu như con Vinamilk giai đoạn phía trước đi, đây anh chị thấy này, trước những cái giai đoạn ấy nó điều chỉnh sau nó đều tăng thấp như thế này cả, hay con Liên Việt Ban đây các anh chị nhìn là các anh chị biết rồi đúng không ạ. Đây nó tăng thấp thì sao, nó giảm thấp thôi, nên chị hạn chế mua đuổi đi, mua thì mua tại nền ở những phiên tết cung thì sẽ an toàn hơn, chứ không phải là lúc nào anh chị cũng phải FOMO theo thấy tăng trần anh chị lao vào anh chị mua. Và hầu như những cái phiên gần đây anh chị thay ý này, các chị mua tham gia tăng trần đây này, HNG tăng trần các chị mua anh chị có lãi hay không, hay các chị mua những mã phiếu như MBC cũng vậy, đây những phiên này tăng mạnh này anh chị mua vào có lãi hay không đúng không, các chị phải đặt ra câu hỏi như thế. Nên cái việc mua đổi trong thị trường này rất là rủi ro, còn những mã phiếu như Vietcombank đã qua điểm mua thì mình quan sát thôi. Còn VIB thì sao, VIB thì những video trước ấy em khuyến nghị anh chị mua, nhưng ở những vùng này nó không còn điểm mua nữa, tại vì sao, thứ nhất ấy cái lượng cung của nó bán ra cũng tương đối lớn, cái gì thế này, ở đây nó tuân theo những cái quy luật của ông Richard Whitgrove. Ông Richard Whitgrove ấy trong cái phương pháp VSA nó sẽ có ba quy luật chính. Quy luật về cung cầu là nếu cung lớn cầu thì sao ạ, thì giá giảm, cầu lớn cung là giá tăng, đó là quy luật cung cầu. Cái quy luật thứ hai là về nguyên nhân và kết quả. Quy luật nguyên nhân về kết quả của ông Richard Whitgrove là gì, khi mà nguyên nhân càng lớn thì nó sẽ tăng càng mạnh. Em ví dụ như những cái vùng nền tích lũy của STB đi, đây cái vùng nền tích lũy của STB là những vùng nền như thế này, cái gì thế này, nó tích lũy ở đây 2 đến 3 tháng sao ạ, nó cũng tăng theo chu kỳ là 2 đến 3 tháng, nó tăng đến những cái ngưỡng target của nó đúng không ạ. Đó gọi là quy luật về nguyên nhân và kết quả. Còn quy luật về nguyên nhân và hệ quả là như thế nào, như cái con VIP hiện tại cái gì thế này, khi mà ở đây volume tăng nhưng giá không tăng sao thì nó lại giảm, hay con Vinamilk này anh chị thấy này, nó là thuộc về quy luật về hệ quả cái gì thế này, ở đây volume tăng nhưng cái gì thấy giá có tăng hay không, thì giá không tăng sao thì nó phải giảm thôi, đó là quy luật về hệ quả của nó. Thì con VIP hiện tại cũng tương tự như thế, nên có thì cứ tiếp tục nắm giữ và quan sát thôi. Thì khả năng vùng này có thể là gọi là cái vùng BSY của cái chu kỳ phân phối đầu tiên của mã phiếu này, nên hiện tại mã phiếu này các anh chị có thì cứ anh chị cứ canh đảo hàng qua một mã cổ phiếu khác và quan sát thêm. Ở đây em không khuyến nghị tham gia đối với VIP. Còn VB Bank hiện tại thì không phân tích được cung cầu của nó, tại vì nó là một trong những cái mã cổ phiếu bao cung, chủ yếu là dựa vào hành vi của tổ chức thôi. Nếu các anh chị phân tích được hành vi của tổ chức thì ở đây theo đánh giá thì chưa thoát ra được lượng hàng, thì khả năng họ sẽ kéo lên ở những phiên tiếp theo. Theo đánh giá mã phiếu này nó sẽ còn một cái nhịp kéo nữa, tại vì dòng tiền lớn chưa thoát ra được. Ở đây các anh chị thấy chủ yếu là dòng tiền lớn vào thôi. Nên lưu ý các anh chị nào ấy mà kiên trì đối với mã phiếu này cũng sẽ có lãi, nhưng mà thời gian của nó rất là lâu. Còn em thì em sẽ chọn những cái mã cổ phiếu phân tích được cung cầu thì chúng ta đánh, còn không phân tích được cung cầu thì chúng ta bỏ qua. Thì đó là những cái mã cổ phiếu các anh chị quan sát. Thì dòng ngân hàng hiện tại có MB Bank này, có ACB, hay là có những cái mã cổ phiếu như con HDB, Techcombank là những cái mã cổ phiếu mạnh của dòng ngân hàng. Các anh chị lưu ý những mã phiếu này thôi. Còn những cái mã cổ phiếu ấy, hiện tại có điểm mua thì đánh giá cao su, có một cái mã cổ phiếu có điểm mua rất là đẹp, đó là con DRC. Vì sao em lại đánh giá con DRC là một trong những cái mã cổ phiếu nó đẹp, tại vì thứ nhất nó đang tạo ra chu kỳ mới của nó. Ở đây anh chị thấy này, nhìn vào xu hướng của nó thì anh chị thấy xu hướng của nó là một cái xu hướng tăng đúng không ạ. Đây xu hướng tăng, và yếu tố ở đây rũ bỏ như thế nào, nó rũ bỏ nhưng càng cung, chứng tỏ vùng này các anh chị đầu tư này bán ra những lượng hàng anh chị này là hầu như những vùng này anh chị thấy không tăng sao, các anh chị đảo hàng qua những dòng ngân hàng hay các anh chị qua dòng chứng khoán đúng không ạ, nên những vùng này không ai mua. Thì ở đây thì yếu tố tổ chức họ thu mua được nhiều hơn lượng hàng so với anh chị đầu tư cá nhân, thì sao, họ bắt đầu đổ tiền vào, họ đánh lên,
Các anh chị thấy này, đây là cái phiên tổ chức họ đổ tiền vào, họ đánh lên. Tại sao có phiên nổ volume đến là 6 triệu 252 cổ phiếu đúng không ạ? Thì dòng tiền lớn của tổ chức họ đổ vào đánh lên thì nó nổ volume thôi. Và khi nổ volume lên thì sao? Nó gặp lại đỉnh cũ của nó thì sao? Yếu tố tái lệ trở lại. Các anh chị thấy mã phiếu này nó đánh giống như con gì? Nó đánh giống như con KDH. Đây. Nó tương tự thôi, anh chị thấy này, yếu tố cạn volume xảy ra đúng không ạ? Dòng tiền lớn đẩy vào đánh đến những cái vùng đỉnh trước nó sao nó tái tích lũy trở lại. Thì con DRC cũng tương tự như thế, các chị nhìn mẫu hình y chang nhau thôi đúng không ạ? Nên khi mà nó lên đến những vùng đỉnh trước nó sao, nó tạo ra những cái vùng gọi là SOS của mẫu hình đó là VSA kênh trên. Và sau khi nó tạo ra những cái mẫu hình như này, như thế này, yếu tố đây này, khi mà nó điều chỉnh nó rũ bỏ thì sao? Ở đây là cái phiên ấy gọi là no supply bar. Cái phiên no supply bar này là một cái phiên cạn kiệt vì lượng cung, các chị thấy là nó giảm về đây mà không còn ai bán nữa mà đúng không ạ? Yếu tố nhiều tư nếu mà sợ thì sao, phiên trước anh chị đã bán rồi, phiên sau nó giảm phiên nữa, nếu anh chị còn hàng sau các anh chị vẫn tiếp tục bán chứ sao các anh chị không bán đúng không ạ? Thì ở đây các anh chị thấy là test lại lượng cung no supply bar rất là rõ ràng. Hôm nay phiên test cung này giảm về đây không ai bán nhiều, đẩy giá lên thì khả năng những phiên tiếp theo nó sẽ bật tăng. Và anh chị thấy sóng ngành của con DRC cũng có này, con GVR, con đầu ngành nó tăng chưa? Tăng rồi thì báo hiệu con DRC cũng sẽ tiếp tục tăng. Lưu ý vùng 30.45 vẫn có thể tham gia đối với DRC. Và thực chất thì Roman cũng đã tham gia phiên hôm nay đối với DRC rồi, đã lấy để đánh ngắn đối với con DRC ở vùng giá cũng tương đối tốt. Thì hôm nay cũng lấy quanh vùng giá 30.5 đối với con DRC, thì có thì anh chị cứ tiếp tục nắm giữ và tham khảo, vẫn có thể tham gia mua mới đối với DRC. Còn con HNG thì sao? HNG nó là một mẫu hình, đó là VSA kênh dưới. Thì mã cổ phiếu này ấy, khi mà nó tạo xong mẫu hình VSA thì lúc đó mình mới có điểm mua. Thì khả năng ấy, thứ nhất ở đây nó là điểm ST pha B luôn, tại vì trong một cái chu kỳ của VSA ấy, thì nó sẽ có rất nhiều điểm ST pha B, nên mình phải quan sát xem ở điểm này nó phải là cái điểm ST pha B chưa, hay là nó phải còn một cái điểm spring nữa. Nên thời gian mình cần ấy, là phải quan sát thêm con HNG. Và con này ấy, nếu mà muốn đánh thì mình phải đánh về trung và dài hạn nhiều hơn, chứ các anh chị đánh những cái mã cổ phiếu kênh dưới này, các anh chị muốn đánh thắng nhanh thì rất là khó. Tại vì những mã phiếu này ấy, nó lên thì sao, lên thì gặp cản, lên thì được gặp cản thì sao, thì nó rất là lâu, nên tỷ suất lợi nhuận của nó thì nó sẽ không có nhiều. Nên chị lưu ý có những mã phiếu này dành cho chị đầu tư không có thời gian và đầu tư về giá trị nhiều hơn thì có thể tham gia đối với HNG. Và HNG này nó cũng được Thaco Trường Hải mua lại đúng không ạ? Các chị thấy này, dòng tiền của những cái tổ chức lớn họ mua quanh những vùng giá 10 này, cái vô phiên này này hầu như là cái phiên trao tay cũng như thỏa thuận này, nên chị lưu ý con HNG vẫn có thể tham gia quanh những vùng giá này. Theo thuyết đầu tư giá trị thì có thể tham gia ở những vùng này, các chị có thể gom dần là vừa. Còn những cái mã cổ phiếu như con BHR sao? BHR thì nó đã bứt phá khỏi xuống giảm, tạo ra chu kỳ mới, dòng tiền lớn vào đánh lên, khả năng vùng này tích lũy trở lại thì nó cũng sẽ tiếp tục đánh lên thôi, tích lũy nền thì những vùng này cao su nó sẽ vào sóng ở giai đoạn tiếp theo. Nên DRC là một trong những cái mã cổ phiếu mạnh nhất ngành thì mình có thể tham gia đối với mã cổ phiếu này. Còn GVR thì những phiên trước em khuyến nghị anh chị tham gia ở những điểm này rồi, còn bây giờ nó đã qua điểm mua thì mình tham gia DRC đi, nên lưu ý quan sát DRC. Còn chứng khoán thì sao? Chứng khoán thì hầu như hiện tại nó cũng đã qua điểm mua rồi, thì những mã phiếu này cóp tay cầm, nhưng mà hiện tại nó đánh lên gặp đỉnh trước, hấp thụ lượng cung lại, khả năng tích lũy vài phiên nữa thì mới có điểm mua. Nên lưu ý BVS quan sát thêm, chưa có điểm mua. Con HCM cũng tương tự như thế, HCM khi nó tăng thì nó đã là một trong những mã phiếu lead thị trường rồi, cũng như là lead của dòng chứng khoán rồi, nên hiện tại thì con này nó cũng trong xuống tăng. Khi mình mua thì sao? Giải ngân tại nền này đúng không ạ? Và em sẽ hướng dẫn cho anh chị cách mua. Bây giờ nếu mà mình muốn mua một mã cổ phiếu thì sao? Đầu tiên là mình phải nhìn vào xu hướng của nó trước, tại vì xu hướng là người bạn đồng hành của anh chị đầu tư. Nếu anh chị muốn mua thì anh chị phải chọn xu hướng tăng để anh chị mua. Khi mà nó bước vào xu hướng tăng thì anh chị phải xem nó có vùng tích lũy hay chưa. Đây, nó có vùng tích lũy và sideways. Và khi nhìn vào vùng tích lũy và sideways cái này thì mình phải kết hợp với khối lượng để mình nhìn. Tại vì anh chị thấy chiếc xe chạy thì nó cần phải đổ xăng. Thì anh chị thấy khi mà các anh chị xem về biểu đồ mà anh chị không xem về khối lượng, coi như là các anh chị chạy xe mà anh chị không đổ xăng vậy đó, thì anh chị sẽ không biết tổ chức họ sẽ làm gì ở đây, hay là hành vi của họ sẽ làm gì ở đây. Tại vì anh chị biết ấy, tổ chức họ sẽ không bao giờ giấu được hành vi của họ trong những cái thanh khối lượng. Đây, hành vi của họ này đúng không ạ? Họ muốn đẩy giá sao thì phải đổ tiền vào đánh lên, chứ không khi nào mà họ không đổ tiền mà sao nó tăng được đúng không ạ? Các anh chị nghĩ xem những mã phiếu như SHB này tự nhiên mà nó nổ volume như thế này à, thì phải có tổ chức họ đổ tiền họ vào đánh lên chứ không phải là tự nhiên nó tăng đâu. Hay những con Techcombank này, các chị thấy này, cái đây là hành vi của tổ chức chứ gì nữa đúng không ạ? Hay con STB này tự nhiên nó đi ngang như thế này mà nó tăng à, thì phải có hành vi của tổ chức trong đây. Nên cái việc phân tích về khối lượng rất là quan trọng. Nên chị phân tích cái gì, các chị phải xem khối lượng của nó như thế nào. Nên chị nào ấy mà xem về VSA chuẩn thì các chị phải biết phiên nào là test cung, phiên nào là no supply, các chị sẽ chọn điểm mua rất tốt. Và như con HCM, các chị thấy này, chọn được những vùng tích lũy. Và ở đây các chị nhìn vào volume, thứ nhất các chị thấy nó cạn kiệt thì sao, ở những vùng này
nhỏ lẻ thì chán nản sao thì tổ chức thu mua vào. Thu mua vào sao? Các vị thấy là những cái phiên no supply này. No supply là phiên gì? Một phiên đóng cửa thấp nhất phiên, đúng không ạ? Đây là cái phiên đóng cửa thấp nhất phiên này. Đây. Và sau khi đóng cửa thấp nhất phiên thì nó thể hiện được điều gì ở những vùng tích lũy này? Thể hiện những sự cạn cung. Cạn cung là sao? Ở những vùng này này, ai muốn bán thì cũng đã bán ra hết được những cái phiên này rồi. Tại những cái yếu tố này nó tăng điểm vài phiên thì anh chị có lãi sao? Các chị thấy nó giảm nhiều quá thì anh chị sợ hãi, anh chị chốt ra. Hoặc mua ở đầu vùng tích lũy sao? Anh chị thấy giảm nhiều quá thì anh chị bán chốt ra. Và khi nó bán vùng này không ai bán hay sao? Thì họ bắt đầu là kiểm tra lại lượng cung bằng phiên tích cung. Đầu phiên họ bán ra, cuối phiên họ mua vào, đúng không ạ? Để họ kiểm tra lại lượng cung ở vùng tích lũy. Nếu không còn cung họ kéo lên và bắt đầu họ đổ tiền và họ đánh. Đó, nó sẽ liên tục, nó xuất hiện những phiên no supply tích cung, sau đó là breakout 3, nó sẽ liên tục xuất hiện như thế. Nên chị hiểu được bản chất của thị trường thì anh chị thấy những cái việc vận động của cổ phiếu rất là bình thường. Nên các chị nào ấy, mà nắm được những cái sự vận động của cổ phiếu thì anh chị sẽ đầu tư rất là tốt. Nên chị chọn điểm mua thì sẽ chọn điểm mua ở những vùng tích lũy, đúng không ạ? Chứ em ít khi nào em chọn mua những cái vùng breakout, tại khi mình mua breakout trong thị trường ấy, hầu như những cái phiên breakout đều là breakout giả, rất là khó xác định được những cái phiên breakout, đúng không ạ? Nên em sẽ chọn cái cách giải ngân tại nền sẽ an toàn hơn. Tại vì anh chị thấy là các anh chị mua tại nền đi, các em ví dụ như các anh chị mua tại nền ở đây, đúng không ạ? Thì sao khi nó chỉnh, sao nó chỉnh về nền thôi thì anh chị sẽ dễ đưa ra quyết định là anh chị nắm giữ hay anh chị bán thêm, đúng không ạ? Hay anh chị bán ra. Còn khi mà anh chị mua ở những phiên breakout đi, đây em ví dụ như các anh chị thấy ở đây nó tạo nền, nhưng ở đây anh chị thấy này nó breakout này, nhưng sao ở đây breakout giả, sao nó điều chỉnh thì anh chị bị lỗ. Hay em ví dụ như con MWG thôi, các anh chị có thể xác định được đâu là phiên breakout của nó đâu. Hầu như này phiên breakout của nó này, sao nó chỉnh, đúng không ạ? Hay đây phiên breakout của nó này, các chị mua vào xem các chị có lãi không. Nếu chị mua tại nền sao, đây mua tại nền thì nó chỉnh, sao chỉnh về nền. Nhưng chị mua breakout nó chỉnh như thế này thì làm sao chị chịu nổi, cắt ngay đáy thì các chị sẽ thấy nó bật tăng lên trở lại. Nên mua thì mua sẽ mua tại nền, nó an toàn hơn so với mua phiên breakout. Và anh chị thấy là hầu như trước khi ấy mà nó tạo đỉnh hay sao, Vinamilk này nó đều có những cái phiên ấy gọi là breakout hoặc nó chạy nước rút. Hay con Liên Việt Bắc Banh này anh chị thấy này, thì các chị so sánh xem mua những phiên nào nó sẽ an toàn hơn, đúng không ạ? Nên chị chọn những cái điểm mua mua tại nền thì em đánh giá sẽ an toàn hơn khi mua breakout. Mọi người sẽ có những cái chiến lược đầu tư khác nhau, đúng không ạ? Nếu anh chị xác định được phiên nào là breakout thật, phiên nào breakout giả thì anh chị đầu tư breakout thì anh chị sẽ khỏi chờ đợi. Còn em sẽ tham gia vào những cái vùng gọi là tích lũy và sideways nhiều hơn. Rồi những cái mã phiếu nhắc xin mời cứ tiếp tục nắm giữ. FPS thì mã cổ phiếu này là một trong những cái mã cổ phiếu mạnh của dòng chứng khoán rồi. Và hiện tại nó cũng đang trong trend line tăng, tiền lớn đã vào đánh. Khả năng nó sẽ tích lũy vài phiên thì nó sẽ tiếp tục tăng. Vùng này vẫn có thể tham gia giải ngân quanh 15.8 vẫn rất là tốt. Ở đây ba phiên tích lũy thì vào thăm dò. Nếu tới phiên thứ tư thứ năm thì lúc đó mình có thể là vào thêm hàng và break thì mình đánh giá tăng đi theo những cái gọi là dòng vốn của kim tự tháp ấy. Thì những cái dòng vốn kim tự tháp thì các anh chị đi sẽ an toàn hơn. Thì những video sau em sẽ làm ra một cái video cách đi vốn theo kim tự tháp để anh chị có thể tham khảo. Còn bây giờ anh chị chủ yếu em phân tích vào những mã phiếu để anh chị nắm bắt thôi. Còn mã phiếu này có thể là tham gia giải ngân quanh vùng 15.8 để mình thăm dò đối với mã phiếu này thôi. SPS vẫn có thể tham gia được. SHS thì sao? SHS cũng là một mã cổ phiếu mạnh này. Mẫu hình cốc tay cầm đánh lên thì sao ạ? Rút chân tạo ra một cái điểm này gọi là điểm spring. Các anh chị nào đầu tư được điểm spring này thì các anh chị bắt vào những cái giá này thì rất là tốt này. Điểm spring này thì thường ông Richard Wyckoff ấy, ông thường tham gia những cái điểm spring hoặc là ông bán ra những cái điểm uptrend rất là nhiều. Tại vì anh chị thấy này, spring là sao? Một phiên rút chân đạp về ở những cái vùng khủng hỗ trợ, sau đó rút chân lên trở lại, chứng tỏ nó là spring thì tham gia những phiên này. Nếu anh chị nào đầu tư tốt, các chị thấy này hầu như những phiên rút chân đều tăng điểm cả. Nên chị lưu ý ông Richard Wyckoff ông thường đầu tư theo những cái phiên rút chân gọi là điểm spring, và ông thường hay bán những phiên này này, những phiên uptrend, đúng không ạ? Tại vì trước phiên sau phiên uptrend thì lúc nào nó cũng sẽ giảm nữa, nên các chị nếu đầu tư tốt thì đầu tư theo phiên spring hoặc là uptrend vẫn được. Còn bây giờ các chị thấy này, SHS thì nó tích lũy vùng đỉnh của nó thì cứ tiếp tục giữ và chưa việc gì phải bán ra, vẫn rất tốt. Quan sát thêm đối với SHS, SHI cũng tương tự như thế. Mã phiếu này thì nó mạnh hơn những mã phiếu kia, nó đã đánh vượt đỉnh của nó rồi, nên lưu ý có thì cứ tiếp tục nắm giữ và quan sát thêm. Điểm mua thì nó đã qua điểm mua. Những video trước em khuyến nghị anh chị mua điểm nào ạ? Điểm này hoặc là điểm này, đúng không ạ? Tích cung hoặc no supply này là những điểm khuyến nghị chị mua. Còn bây giờ breakout bây giờ tích lũy vùng đỉnh trước của nó thì cần những giai đoạn gọi là tái tích lũy thêm, thì lúc đó mình sẽ có những cái điểm mua an toàn. Có thì quan sát. Dòng chứng khoán VCI cũng tương tự như thế. Còn VND nó cũng tương tự. Các chị thấy này, những cái điểm mua khuyến nghị các chị mua ở điểm nào ạ? Đây những cái điểm cản cung này, no supply, tích cung thì có thể tham gia trong ba phiên này, đúng không ạ? Thì những phiên này mình lo mua là vừa, chứ không phải là đợi tới phiên bây giờ mình mới mua thì nó hơi muộn. Thì lúc bây giờ vẫn có thể giải ngân, nhưng nó phải chấp nhận cái rủi ro nhiều hơn những cái người mua dưới đây thôi. Nên chị lưu ý có thì cứ tiếp tục nắm giữ và quan sát thêm đối với dòng chứng khoán. Hiện tại chưa có điểm mua đối với dòng chứng khoán. Còn về dòng dầu khí thì những phiên trước ấy, em cũng khuyến nghị anh chị tham gia.
Và các vị thấy này, điểm cân bằng ở đây nó cũng rất là nhiều rồi. Phiên hôm nay cũng có tham gia con BSR này quanh những cái vùng giá là 21 đối với mã phiếu này. Tại vì anh chị thấy ở đây khi mà nó đánh lên ấy, nó có một cái nền rất là vững chắc, thì nó theo những cái quy luật về nguyên nhân về hệ quả thôi. Từ những vùng nền này họ gom hàng họ đánh lên, và anh chị thấy này, yếu tố đánh lên rất quyết định của tổ chức đổ dòng tiền lớn vào đánh. Đây là dòng tiền lớn của tổ chức này. Và anh chị thấy là khi nào nó đánh vượt đỉnh sọt nó đều quay lại retest đỉnh cả. Thì những mã phiếu như con STB này, anh chị thấy này, đánh vượt đỉnh sọt quay lại retest đỉnh này, KDH này đánh vượt đỉnh này quay lại retest đỉnh, đúng không ạ? À? Nó retest lại ngay đỉnh của nó để sao ạ? À? Để hấp cung chứ không phải là cái việc gì hết. Nên những cái mã phiếu như BSR này nó đánh vượt đỉnh sau quay lại retest đỉnh là việc hết sức bình thường. Nhưng khi nó quay lại retest đỉnh, các anh chị phải để ý về khối lượng nó. Ở đây khối lượng rất là bé, và ở đây các anh chị thấy là yếu tố no supply xuất hiện, test cung no supply. Hôm nay phiên đẩy giá lên từ chối giảm điểm của mã của phiếu BSR thì điểm này là điểm mua, nên BSR vẫn có thể giải ngân quanh vùng giá 21.3. Lưu ý đối với BSR tại vì nó cũng đang trong xuống tăng, và dòng dầu khí hiện tại đang có những cái tin tức rất tốt về giá dầu, đúng không ạ? Hay con gas thì sao? Gas con đầu ngành này anh chị thấy nó cũng đã bứt phổi những cái trên lai giảm của nó đang tìm cận lên những vùng kháng cự của nó, thì khả năng con gas này nó sẽ tích lũy trở lại, thì sau đó anh chị sẽ có điểm mua, có thì anh chị cứ tiếp tục quan sát. OIL thì hôm nay nó bị điều chỉnh, và mẫu hình của nó mẫu hình cốc tay cầm, yếu tố hôm nay điều chỉnh để làm gì ạ? À? Rủ cung thôi, tại phiên hôm trước nó có một cái phiên gọi là sách cao nền. Đây đây là phiên sách cao nền, chị thấy là sách cao nền sao điều chỉnh, sách cao nền thì khả năng điều chỉnh nó tạo điểm cân bằng sau đó bật tăng, thì vận động như thế này là vận động hết sức bình thường. Như em nhìn qua những cái chặt này thì em biết những cái sự vận động của nó như thế này, khả năng ngày mai nó sẽ yếu tố rủ một phiên nữa hoặc là nó sẽ cân bằng trở lại, thì anh chị sẽ có điểm mua đối với OIL. Còn bây giờ anh chị cứ tiếp tục quan sát. Còn con BET thì sao? BET thì mã phiếu này nó tạo ra chu kỳ mới này, dòng tiền lớn vào đánh lên, hiện tại yếu tố rũ bỏ tạo ra những cái việc cạn cung, thì khả năng vùng này nó sẽ có yếu tố tích lũy trở lại, anh chị sẽ có điểm mua đối với BET luôn. Còn bây giờ có thì cứ tiếp tục nắm giữ đối với BET, tại vì mẫu hình này là mẫu hình VSA kênh trên của nó như thế này, tạo ra một cái biên độ không tăng không giảm, thì vùng này chủ yếu tổ chức họ nắm hàng là nhiều, nên chị lưu ý đối với mã phiếu BET này đi. Các chị thấy vùng nền tích lũy của nó tương đối lâu, thì ở đây nó cũng chỉ tới là một cái pha E của chu kỳ thôi, nên anh chị lưu ý quan sát mã phiếu này, đợi những cái điểm mua tốt thì mình tham gia nó sẽ an toàn hơn. Còn bây giờ cứ quan sát thêm. Còn những cái mã phiếu như BVT thì sao? BVT thì nó là một mẫu hình VSA kênh trên, em cũng đã vẽ ra một cái mẫu hình của nó rồi. Các chị thấy này, hầu như nó đầy đủ các pha của nó, yếu tố rũ bỏ cạn cung, dòng tiền lớn vào đánh lên, tạo ra điểm LBS quay lại retest đỉnh, tạo ra vùng SOS là những cái vùng điểm mua. Và anh chị thấy này, hôm nay yếu tố nó rũ về nhưng ở đây có ai bán nó nhiều đâu, tại còn ai nắm hàng đâu mà bán, đúng không ạ? Dòng gần ngân hàng nó tăng rất mạnh, các anh chị đảo qua anh chị đánh trong ngân hàng rồi, các anh chị nắm những mã phiếu này anh chị chắc cũng nản lắm rồi, đúng không ạ? Anh chị thấy này, nắm một hai tuần thì sao, nó có tăng đâu. Các anh chị mua vào thì chỉnh, mua vào thì chỉnh, thì khả năng nó sẽ rủ thêm một nhịp cuối cùng nó sẽ tăng. Lưu ý BVT này, khi mà nó rủ về quay lại lắp ráp, anh chị giải ngân mua mới đối với BVT, tại vì những mã phiếu này là mã cổ phiếu mạnh mà. Các anh chị thấy những mã cổ phiếu dầu khí khác nó đang ở kênh dưới, còn mã phiếu này kênh trên, thì những mã cổ phiếu kênh trên là những mã cổ phiếu mạnh nhất thị trường rồi, nên chị lưu ý đối với BVT. Yếu tố quay lại vùng giá 20.5 anh chị thể giải ngân thăm dò, lưu ý đối với BVT. Còn con BVD thì sao? BVD anh chị thấy này, những phim trước em cũng nói rồi, các anh chị có thì anh chị cứ tiếp tục giữ đi, tại vì mã phiếu này nó là kênh dưới thì nó quay lại nó retest lại điểm này thôi. Nếu ngày mai mà nó gãy luôn thì anh chị hạ, nếu mà nó tăng thì sao thì anh chị nắm giữ thêm. Nên chị lưu ý những cái mã phiếu kênh trên là mạnh hơn, còn anh chị có thì anh chị cứ canh đảo hàng qua BSR hoặc là BVT là cái chiến lược tối ưu ở hiện tại. Nên chị lưu ý đối với BVD thì có thì cứ tiếp tục giữ thôi, chưa có việc gì phải bán ra khi tổ chức họ chưa bán ra hết lượng hàng. Lưu ý đối với BVD. BVS thì nó cũng tương tự như con BSR thôi, nhưng cái lùng cung của cái con này, cái gì thế này, cái phiên này có lực cung lớn này, cái khớp lệnh ở trên đây còn này, nên ở vùng này khả năng sẽ còn cung lớn hơn, nên ở vùng này các anh chị có thì cứ tiếp tục giữ và quan sát, tại vì vùng nền của nó tương đối là vững chắc, thì sóng dầu khí khả năng sẽ là sóng lớn của VN Index ở những giai đoạn phía sau. Lưu ý đối với dòng dầu khí, và vùng này anh chị thấy là tỷ lệ rủi ro nó rất là thấp, ít khi nào ấy mà nó đánh gãy nền, đúng không ạ? Đây các anh chị thấy này, chỉ có những cái giai đoạn ấy ở như thế này nó mới đánh gãy nền thôi, tại vì thị trường xấu nó mới gãy nền. Còn giai đoạn này này, cái gì thấy nó tích lũy như thế này thì anh chị có thể là khả năng các anh chị đặt cược vào, đúng không ạ? Nó tích lũy và sẽ quay dòng tiền lớn đã vào xác nhận, thì vùng này có thể là tham gia vào đặt cược đối với mã phiếu này, và cái điểm mua của nó là quanh vùng giá 29.8, còn cắt lót là ở vùng nào 28 28 thì anh chị cắt lót là được đó. Thì anh chị thấy là tỷ lệ rủi ro thấp nhưng mà lợi nhuận thì cao, có thể đặt cược vào đối với BVS cũng như những cái mã cổ phiếu BSR hay là BVT. Còn BLX hay BLC thì cứ quan sát thêm, dòng này thì nó đang tạo ra mẫu hình là vai đồng vai ngược thôi, nên chỉ quan sát đợi nó cân bằng hơn thì mới có điểm mua. Thì tiếp tục qua về cái dòng thép đi, dòng thép thì đang có sự đồng thuận trở lại,
Thứ nhất là con HPG yếu tố quay lại này, khả năng nó retest lại vùng hỗ trợ trước của nó với khối lượng thấp thì anh chị có thể vào giải ngân. Còn bây giờ cứ tiếp tục quan sát. HSG thì nó mở gap thì nó quay lại lắp gap thôi, lúc nào nó cũng vậy. Đây mở gap thì sao, quay lại lắp gap, mở gap thì sao, quay lại lắp gap thì bây giờ mở gap quay lại lắp gap, quay lại lắp gap rồi sao ạ? Nó sẽ tiếp tục bật tăng thôi. Nó lưu ý mà phía này nó vận động như thế này là bình thường, nó đồng thuận với con nam kim này, cái gì thấy này, nó quay lại tới đỉnh trước thôi. Nên những mã phiếu thép có thì cứ tiếp tục nắm giữ thì những phiên sau nó cân bằng trở lại thì mới có điểm mua. Còn bây giờ cứ tiếp tục quan sát đối với dòng thép. Còn những mã phiếu có điểm mua tiếp theo ấy là con DGC, đó là con phân bón. DGC anh chị thấy này, yếu tố này tạo ra nền dòng tiền lớn vào đánh lên thì vùng này tổ chức chưa ra được lượng hàng thì khả năng sẽ còn tiếp tục đánh lên. Mã phiếu phân bón này là một trong những cái mã cổ phiếu mạnh. Những cái điểm mua em khuyến nghị anh chị tham gia là những cái vùng gọi là những cái vùng 67 này, những cái điểm mua rất tốt. Khi anh chị tham gia thì cái anh chị thấy giữ vị thế rất tốt. Bây giờ anh chị lãi đâu khoảng 23% rồi đúng không ạ? Hiện tại cái room chiến lược của em hiện tại vẫn đang nắm giữ mã phiếu DGC, tại vì nó là mã phiếu mạnh mà chưa có việc gì phải bán. Khi nào mà tổ chức họ bán ra thì chúng ta phải bán ra. Còn bây giờ anh chị thấy trên live tăng vẫn mạnh thì nắm giữ, nắm giữ là cái chiến lược an toàn nhất ở hiện tại. Thị trường gãy 7% thì mình bán thôi đúng không ạ? Còn thị trường nó không gãy tiếp tục tăng thì mình cứ tiếp tục giữ, tại vì giữ vị thế rất tốt nên cũng không sợ thị trường đối với những cái mã cổ phiếu này. Lưu ý có thì cứ tiếp tục giữ. Mã phiếu này có thể mua mới không? Vẫn mua được, tại vì sao? Lượng cung bán ra có đâu, có ai chịu bán ra đâu đúng không ạ? Nên vùng này có thể tham gia giải ngân. Đối với DGC, DCM với lại con DBM này, có những cái phiên này từ chối tăng điểm thì sao? Mình quan sát khả năng nó sẽ rủ về, nó retest hai đáy thì sau đó nó mới bật tăng. Đó thì những mã phiếu này thì mình cần quan sát thêm. Đối với những mã phiếu như DCM hay là DBM, BFC thì hiện tại nó cân bằng, nhưng yếu tố từ chối tăng giá có khối lượng bán ra lớn thì vùng này khả năng nó sẽ quay lại thì tới đáy. Thì những mã phiếu phân bón nó sẽ giống nhau, có con DGC là con mạnh nhất đầu ngành thì nó sẽ đi khác một chút, nên lưu ý con DGC thôi. Thì hôm nay em cũng đi sơ lược qua thị trường như thế để anh chị đầu tư mình có thể nắm bắt. Thì chúc các anh chị đầu tư ấy, đầu tư được tốt hơn và lựa chọn được những cái mã cổ phiếu tốt để mình đầu tư. Thì kênh của em cũng chỉ chia sẻ cho anh chị những cái kiến thức đầu tư sao cho hợp lý và để cho anh chị đầu tư có thể phản ánh với thị trường, phản ứng được với thị trường được tốt hơn để hạn chế thua lỗ trên thị trường này. Thì các anh chị thấy hay ấy, thì các anh chị nhớ bấm một like và subscribe kênh để em có thể là cập nhật thị trường chứng khoán cho anh chị mỗi ngày luôn. Cũng như các anh chị comment ở dưới video, em sẽ trả lời những cái bình luận của anh chị về những cái thắc mắc của anh chị trên thị trường để mình có thể là có một cái kiến thức đầu tư sao cho tốt. Cảm ơn các anh chị đã lắng nghe video của em ạ. À.